Đền Thánh, đêm 14 tháng 1, năm Kỷ Sửu, dương lịch 1949. Long Hoa Hội là gì? Nay là ngày rằm Thượng Nguân năm Kỷ Sửu. Vậy Bần Đạo nhắc lại cho toàn cả thánh thể của Đức Chí Tôn và toàn con cái của Ngài nhớ rằng, Bần Đạo xin thuyết minh gần mãn Hạ Nguân tam chuyển, khởi đầu Thượng Nguân tứ chuyển. Vì cớ cho nên kinh Phật, sấm truyền của nhà Phật hay là thánh giáo của Gia Tô đã tiên tri rằng, mãn tam chuyển, tất nhiên của Thượng Nguân tứ chuyển sẽ có Long Hoa Hội. Hay theo lời thánh giáo Gia Tô đã nói rằng, có một thời kỳ xử đoán cuối cùng của Đức Chí Tôn nơi mặt địa cầu 68 này. Long Hoa Hội là gì? Long Hoa Hội là một ngày, một buổi khảo lựa của toàn thể các chân hồn giàu quỷ vị hay là trong thần vị cũng vậy, định khoa mục cho mình đặng lập vị thiêng liêng. Chúng ta hiểu rằng mỗi chuyển tất nhiên là mỗi khoa mục, hễ cuối một chuyển tất nhiên Hạ Nguân là ngày định vị của các đẳng linh hồn. Thánh giáo Gia Tô đã nói rằng ngày xét đoán cuối cùng, mà kỳ thật là ngày định vị cho các chư Phật đó vậy. Bởi thế cho nên trong kinh của Đức Phật Mẫu có nói, khoa mục của thiên vị lập vị của mình là kỳ Long Hoa Hội này. Chúng ta đã chán biết thế thường, hễ mình học giàu giỏi hay dở mà tới ngày thi, tất nhiên là ngày điểm bài vở của chúng ta. Dầu cho biết chắc mình có đủ tài khoa mục, có đủ phần phước đậu đặng, nhưng bây giờ cũng lo ngại hồi hộp mà thôi. Toàn thể chúng sanh, tất nhiên nhân loại trên mặt địa cầu này, giờ phút này tinh thần họ chẳng khác gì một cá nhân kia vậy. Họ phải lo sợ hồi hộp, không biết định phận đậu rớt thế nào, và trong khoa mục ấy chúng ta có đậu hay chăng. Chúng ta đã ngó thấy thiên hạ lo sợ hồi hộp mà không biết lo sợ cái gì. Ôi, còn một trường náo nhiệt, chúng ta đã ngó thấy cảnh tương tàn, tương sát, giặc giả, chiến tranh, thiên tai, nghiệt chướng. Nhưng có cuộc ấy chăng? Có chi lạ hơn là trác đồi hầu của tòa thiên liêng kia vậy. Một cái quả kiếp của nhân loại giàu ở Á Đông hay Âu Châu cũng vậy. Nếu chúng ta để tâm nghiên cứu, quan sát tận tường, chúng ta ngó thấy cả hình luật quả kiếp luân hồi quyền năng vô đối của cảnh thiên liêng hàng sống. Quyền thiên liêng hàng sống đã cầm quyền như mặt càn khôn vũ trụ kia. Chúng ta không mảy may vì sợ rớt và không mảy may vì bất công. Giờ phút này chúng ta thấy ở Âu Châu sanh ra một trường biến loạn náo nhiệt, chưa biết có tránh khỏi trận giặc thứ ba này chăng. Rồi chúng ta xem lại lịch sử nhân loại mà chúng ta thấy quả quyết họ trả quả báo một cách chánh đáng. Kiếm lại coi đất Âu Châu là nòi giống Aria đã chiếm đoạt toàn diện dân bổn xứ, đoạt cả nước của người ta, sát hại không biết bao nhiêu sanh mạng. Tấn tuồng có vay thì phải có trả. Giờ phút mà xử đoán cuối cùng này, họ phải trả quả kiếp ấy, đặng định phận họ mới đặng. Tuy chúng ta đã ngó thấy, đừng ngó đâu xa. Nước Việt Nam của ta đây cũng thế. Bởi ngày định xử cuối cùng, không sót một án tiết nào hết. Phải trả mà thôi, trả đặng định phận cho nhân loại mới đặng. Nếu không trả vốn lời,
nhân loại không định phận được, thì tấn tuồn quỷ vị, Phật vị bất công kia, không phương gì định vị cho các đẳng chân hồn. Mà chính cửa thiên liên hàng sống, muốn cho có mật thước chánh đáng, tất nhiên phải xử, phải xử án cuối cùng mới được. Nước Việt Nam ta, đương tương tàn tương sát có lạ chi hơn là tiền án Tây Sơn đối với nhà vua. Cái trận đó mà Tây Sơn thế nào thì tấn tuồn ấy phải vay trả đến ngày nay. Có trả chứ, nếu không trả thì nợ ấy vẫn còn, không thể gì định vị cho nước Việt Nam này đặng. Chúng ta chỉ mừng có một điều là chúng ta thấy trả nợ đặng. Có thể trả nợ đặng là chúng ta thấy nợ giàu sang vinh hiển đến trước mặt chúng ta. Chúng ta thấy trước kia, hễ trả xong mối nợ, tất nhiên là cái vinh quang giàu có sang trọng đứng trước mắt chúng ta kia. Sự đó ngó thấy rồi bất quá là Đức Chí Tôn để chúng ta gọi rửa cho sạch quả kiếp, đặng ngài tạo địa vị quý trọng, một địa vị vô đối ngài dành để cho nòi giống Việt Nam mà thôi. Hạ quân phải chuyển thượng quân. Thượng quân là gì? Tất nhiên là xuân quân chúng ta đang ngưỡng vọng. Ngày nay, giờ phút này, cái xuân quân cả toàn nhân loại, nhất là nòi giống của chúng ta đã tôn sùng, mà trước đã chịu ảnh hưởng từ thượng cổ đến giờ thế nào, thì tôi tượng hình bóng là quyền năng vô đoán của cơ tứ chuyển. Nay qua thượng quân đây, có lẽ lập vị cho một sắc dân mà Đức Chí Tôn đã dành để làm con tin của ngài, mà là kẻ đồng bước của ngài đặng dìu dắt cả toàn nhân loại đi đến con đường hạnh phúc vô đối đó vậy. Cũng như Đức Chí Tôn dành để ngôi vị cho nước Việt Nam ngày nay vậy. Đền Thánh ngày 15 tháng 10 năm Canh Dần, dương lịch 1950. Thời kỳ ân xá của Đức Chí Tôn. Long Hoa Hội là gì? Đêm nay là lễ hạ quân. Bần đạo đã thuyết minh trong buổi hạ quân tam chuyển vừa qua, khởi đầu thượng quân tứ chuyển rồi. Bần đạo nhắc lại phen nữa, đặng cho toàn thể con cái của Đức Chí Tôn biết Long Hoa Hội là gì. Trái đất này, bần đạo đã có thuyết minh, nếu tính theo toán số thì mỗi chuyển là 61 triệu năm, gọi là một kỷ thế. Trong một chuyển phân ra ba nguân, thành ra chúng ta tính trở lại mỗi nguân chuyển của một đại chuyển có 20.330.333 năm 33 ngày 33 giờ 33 phút, thì có Long Hoa Hội chỉ nghĩa là qua một chuyển. Các chân linh trong càn khôn vũ trụ, giờ phút nơi mặt địa cầu 68 này, đều có các chân linh ở nơi đây dự vào khoa mục. Khoa mục của chúng ta thi rồi, xong. Trong hoàng vũ này, chúng ta tấn triển tới cho được. Giờ phút này là giờ phút có quyền thiêng liêng vô tận của Đức Chí Tôn ghi công và định vị. Bần đạo không cần nói, buổi buộc thì khó, buổi mở thì dễ. Đức Chí Tôn ngài đến để hai chữ ân xá, thì chúng ta đoán hiểu rằng ngài đã đến rồi, và ngài biết con cái của ngài đã chịu khổ nhiều rồi, đã có nhiều phương pháp giải khổ của ngài đến giao nơi mặt địa cầu này. Từ thử đến giờ, cái thống khổ của tâm hồn nhân loại bao nhiêu thì ngài thống khổ bấy nhiêu. Ngài đến đem Long Hoa Hội,
cốt để bảo thủ hai chữ ân xá trong bao nhiêu đó. Chúng ta cũng đủ thấy lòng thương yêu vô tận của Ngài thế nào. Bần đạo nói thật, thời buổi này chúng ta không tìm phương giải thoát cho cửu huyền thất tổ thì không có thời buổi nào có năng lực độ rỗi cửu huyền thất tổ của mình cho đặng. Không có buổi nào hạnh phúc làm đặng như vậy. Bởi thế nên toàn thể con cái Đức Chí Tôn, nam nữ cũng vậy, có tấm lòng yêu ái nồng nàn, hoài vọng giọt máu mẫm thân mình. Giờ phút này là giờ phút nên để trọn tâm cho thanh tịnh đặng cầu nguyện siêu thoát cho cửu huyền thất tổ. Bần đạo dám nói giờ phút này mấy người có thể nhõng nhẽo với Đức Chí Tôn được. Ngài sẵn sàng để hai chữ ân xá thì mấy người xin cái gì thì Ngài cũng cho cái nấy.